Luis Suarez và Lionel Messi, họ là đôi bạn thân, là chiến hữu và là cặp đối tác ăn ý với nhau trên sân cỏ. Suarez, Messi đã sát cánh cùng nhau trong những năm tháng đỉnh cao nhất của cả hai. Rất nhiều tình huống, chỉ cần Suarez di chuyển, Messi biết phải đưa quả bóng đến đâu. Và ngược lại, chỉ cần Messi nhận bóng ở vị trí thuận lợi, Suarez sẽ biết phải làm gì để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Messi. Thậm chí họ không cần nhìn thấy nhau. Vậy nhưng, mùa hè vừa qua, cựu chủ tịch Jose Maria Bartomeu, người giờ đây đang vướng vào những rắc rối của vòng lao lý, đã chia cắt bộ đôi này. Khoảng thời gian cuối của Luis Suarez tại Barcelona, khi đội bóng này cần ai đó trở thành kẻ bị ghét, và Suarez là người được lựa chọn hoàn hảo. Rất nhiều người, bao gồm cả một số fan Barca, họ không thích cậu ấy. Thế nhưng, có một sự thật chẳng ai có thể phủ nhận, đó là Suarez đã ghi rất nhiều bàn thắng trong mùa giải cuối cùng của mình tại đó. Trong một phát biểu, khi nói về việc người hậu bối bị ném khỏi Camp Nou theo cách gọi của Messi, chân sút huyền thoại Diego Forlán đã khẳng định rằng Luis Suarez đã bị đẩy khỏi Camp Nou vì những lý do ngoài chuyên môn, chứ không phải vì việc Suarez không còn hữu dụng với gã khổng lồ Catalonia. Và quả thực, Luis Suarez đã cho thấy lời nhận xét của Diego Forlán không hề sai, khi mà Suarez vẫn đang là ngọn cờ đầu trên hàng công của Atletico Madrid, chứ không phải bằng hợp đồng kỷ lục João Felix. Đẳng cấp của Suarez là chẳng cần phải bàn cãi, nhưng với nhiều anti-fan, họ thường đưa ra lập luận rằng một trong những lý do khiến Suarez thăng hoa tới vậy đó là bởi anh được chơi bóng bên cạnh một siêu sao đẳng cấp và hiểu mình như Messi. Vậy nhưng tại sao ở Atletico Madrid chẳng có Messi nào cả, nhưng Suarez vẫn hòa nhập cực nhanh và chứng tỏ giá trị của anh như một khẩu thần công thượng hạng. 19 bàn thắng, 2 kiến tạo ở La Liga, đó là những con số tuyệt vời của tiền đạo người Uruguay ngay mùa giải đầu đến với Wanda Metropolitano. Trong đó có không ít bàn thắng quan trọng, điển hình như tình huống lập công và lưới của Deportivo Alaves trong trận vừa qua. Bàn thắng này cũng giúp Suarez chạm tới cột mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp. Đây cũng là một thành tích cực khủng, và rõ ràng câu lạc bộ 500 không phải là chỗ mà ai thích vào là có thể vào. Rõ ràng phong độ của Suarez tại giải quốc nội đang là cơ sở lớn nhất để các cổ động viên của Atletico Madrid tin rằng năm nay ngôi vương sẽ lại về với thủ đô, nhưng là về với nửa đỏ trắng. Hiện tại, Los Rojiblancos vẫn đang có khoảng cách tương đối an toàn với các đội xếp sau. Họ cách Barcelona 4 điểm và Real Madrid tới 6 điểm. Trong quá khứ, Diego Simeone từng nói rằng Luis Suarez là số 9 điển hình mà ông luôn muốn có trong đội hình. Và quả thực, sự kết hợp giữa cả hai cá tính mạnh mẽ đang tạo ra một hiệu ứng quá tuyệt vời. Thực tế, Atletico Madrid không hề nằm trong dự tính của Suarez. Vốn dĩ, kế hoạch của Su Thỏ là sang Italia chơi bóng. Nếu như cặp bên Juventus, Suarez sẽ trở thành đồng đội của Cristiano Ronaldo, người luôn trong thế đối nghịch với anh và Messi, ngày còn khoác áo Real Madrid. Vậy nhưng, phi vụ gian lận thi cử tưởng đã trót lọt lại bị phanh phui khi những dự định của Su Thỏ bị đổ bể. Tuy vậy, bây giờ nhìn lại, có thể Suarez đang nghĩ rằng nếu ngày đó mình khoác lên chiếc áo sọc đỏ lam, có thể những ngày tháng tuyệt vời như hiện tại đã không xuất hiện. Tất nhiên, thành tích xé lưới các đối thủ tại Champions League mùa này vẫn là điều khiến cho Suarez cùng những người yêu mến anh cảm thấy tiếc nuối. Dẫu vậy, nên nhớ rằng Suarez đã bước sang tuổi 34, và chỉ với những gì đã làm được cũng đủ để Suarez trở thành một ví dụ điển hình của hiện tượng lão hóa ngược. Về phần các cô lê, chắc chắn là họ vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi tiếc nuối khi chứng kiến Suarez đang hồi xuân tại Atletico Madrid. Thế nhưng, niềm xót xa đó cũng vơi bớt đi phần nào khi mà Lionel Messi, dù cho không còn người đối tác ăn ý, vẫn biết cách để tỏa sáng. Thời điểm hiện tại, Messi chính là người đang dẫn đầu danh sách làm bàn tại La Liga với 23 bàn thắng, hơn Suarez 4 bàn và Benzema 6 bàn. Ở danh sách kiến tạo, Messi cũng nằm trong nhóm dẫn đầu với 8 lần dọn cột cho các đồng đội, ngang bằng thành tích của Toni Kroos, Marcos Llorente và chỉ kém đúng một kiến tạo so với thành tích của Iago Aspas. Vậy nhưng lúc này, Messi cùng các đồng đội đã chiến đấu với sự tự tin lớn cùng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Bởi lẽ, đó sẽ chẳng ngạc nhiên nếu trong thời gian tới, Messi sẽ vươn lên dẫn đầu ở bảng xếp hạng kiến tạo. Độ ổn định của Leo là cực kỳ khủng khiếp. Thực sự không hề là quá khi sử dụng từ khủng khiếp. Bởi lẽ, nếu muốn tìm ra một trận đấu nào đó ở La Liga mà Messi không có đóng góp trực tiếp vào ít nhất một bàn thắng cho Barcelona, thì có lẽ bạn sẽ phải quay ngược bánh xe thời gian về giữa tháng 12 năm ngoái. Đó là cuộc đối đầu với Real Sociedad. Nếu bạn hỏi bất cứ người nào trên đường lần gần nhất Messi ghi bàn là khi nào,
chẳng cần phải là một cô lê hay là một người thường xuyên theo dõi La Liga, họ cũng có thể đưa ra đáp án ngay và đúng phốc. Đó là trận đấu gần nhất của Barcelona. Cuộc so tài với Real Sociedad vừa qua tại Anoeta, Barcelona được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi mùa giải năm nay đã chứng kiến sự tiến bộ rất lớn của đội bóng xứ Basque. Vậy nhưng, một khi Messi đã thăng hoa, thì bất cứ đối thủ nào cũng có thể bị Barcelona nghiền nát. Và hiển nhiên, Real Sociedad chẳng phải ngoại lệ. Messi đã lập một cú đúp và tung ra đường chọc khe chuẩn mực để đặt tài năng trẻ Sergio Des vào thế không thể không ghi bàn. Đáng nói hơn, màn trình diễn bùng nổ này đến đúng lúc trong ngày mà anh vượt qua Xavi, người đồng đội cũ, một người đàn anh, đồng thời cũng là một huyền thoại của Barcelona, để trở thành người nắm giữ kỷ lục có số lần ra sân nhiều nhất trong mùa áo Barcelona. Lionel Messi bắt đầu đặt chân đến Barcelona vào năm 2000. Anh được đôn lên đội C vào năm 2003, rồi chỉ một năm sau đó, Messi có màn ra mắt đội 1. Tính từ thời điểm đó đến nay, 17 năm, rất nhiều tên tuổi lớn đã rời đi hoặc giải nghệ. Rất nhiều vinh quang, khốn khó, thăng trầm. Bàn ghế huấn luyện cũng đã chẳng ít lần đổi chủ, từ Pep Guardiola, Tito Villanova, Gerardo Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setién và giờ là Ronald Koeman. Nhưng Messi thì vẫn ở đó, nâng bước Barcelona trong mọi hoàn cảnh. Mùa hè vừa qua, Messi đã suýt chia tay Camp Nou. Khi ấy, cũng có nhiều thông tin cho rằng huấn luyện viên Ronald Koeman muốn hạn chế tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Argentina. Vậy nhưng cho đến hiện tại, Messi vẫn là chủ nhân của hơn 37% tổng số bàn thắng của Barca. Nhìn vào con số này, có lẽ nhiều cô lê không dám tưởng tượng đến việc nếu như không có Messi, hiện giờ Barcelona đang ở đâu trên bảng xếp hạng. Theo những thông tin mới được truyền thông Tây Ban Nha đăng tải, thì tân chủ tịch Juan Laporta muốn huyền thoại người Argentina ký vòng vẽ hợp đồng trọn đời với Barcelona. Và quả thực, Laporta có lý do của mình khi làm như vậy. Bởi ngày Messi không thể thi đấu đỉnh cao nữa, có thể còn rất lâu nữa mới đến. Lùi lại một chút vào tháng 7 năm 2018, Real Madrid bán Cristiano Ronaldo cho Juventus với mức giá khổng lồ 117 triệu euro. Khi đó, phần đông nhận định rằng chủ tịch Perez đã thực hiện một thương vụ quá hời khi bán đi một ông lão và thu lại được một khoản tiền lên đến 9 con số. Vậy nhưng, nhìn vào thành tích, vị thế của Real Madrid sau khi chia tay CR7 cũng như nhìn vào cái cách Ronaldo đang khuấy đảo Serie A hiện tại dù đã là năm 2021, chúng ta có lý do để tin rằng thương vụ này chưa chắc đó là một nước cờ không ngoan. Tương tự, Lionel Messi dù đã 33 nhưng anh sở hữu một lối chơi kiểm sức, chỉ bùng nổ đúng lúc, đúng thời điểm. Vậy nhưng, Leo hoàn toàn đủ khả năng để đứng trên đỉnh làng tốt cầu ít nhất là thêm 4-5 mùa giải nữa. Vì vậy, một bản hợp đồng trọn đời với Messi nghe thì có vẻ Barca đang phải bỏ ra quá nhiều, nhưng đây lại là câu chuyện tưởng thế mà chẳng phải thế. Lionel Messi, Luis Suarez, cả hai đều là những ngôi sao đẳng cấp, những vị tinh tú chói lọi trên bầu trời của làng tốt cầu. Họ đã thể hiện được giá trị của mình từ trước khi bắt cặp với nhau, rồi khi sát cánh bên nhau, và giờ, kể cả khi mỗi người một nơi, họ vẫn cứ là những mối khoan khiến mọi hàng thủ phải khiếp sợ.